chào quý vị và các bạn, quý vị đang cùng theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon 2019 tiếp xúc 20 em nhỏ dự án cầu hàng. EVFTA và cơ hội cho ngành da giày Việt Nam. SKC với hành trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong 6 năm qua. Vừa qua, ekip thực hiện chương trình Trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon đã có chuyến tìm hiểu về những em nhỏ trong dự án cầu hàng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho các em tham dự trại hè năm nay. Lớp học phổ cập của dự án cầu hàng là nơi tiếp nhận con em của những gia đình không đủ điều kiện cho con đến trường công. Hơn 90% học sinh là con em của người nhập cư. Nhiều bạn lạ lẫm và chút hồi hộp khi phải khám sức khỏe do bác sĩ theo đoàn thăm khám tại chỗ hay khi được đo vòng chân. Cả những trẻ em đang tham dự lớp học ở đây thì là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 95% là các em nhập cư từ đồng bằng sông Cửu Long. Có một số em thì khuyết cha hoặc mẹ, một số em thì vừa học vừa tham gia các công việc lao động cho gia đình. Một số em trong đó cũng có những trẻ em bị nhiễm hoặc là trẻ em OPC. Ghé thăm gia đình hai anh em Hà Huỳnh Đức Thiện và Trần Minh Phát, phòng trọ nằm sâu trong một hẻm nhỏ chật chội, nơi có bà ngoại hai em sống cùng. Hai em Trần Minh Thiện sống trong căn phòng thuê chưa đến 10m2. Cha bỏ em khi mới sinh ra, mẹ dù mang nhiều bệnh nhưng hàng ngày vẫn sớm tối đi vác hơi kiếm sống. Hồi đó giờ thì nó hẳn là cũng mướn nhà, cũng khổ thôi chứ cũng lăn lóc nuôi cháu, đi làm phụ con, phụ người ta bán hủ tiếu nè, rồi phụ cũng như giặt đồ mướn. Mẹ đi làm thì suốt từ nhỏ đến lớn sống với ngoại. Ngoại nói là khi có lúc cũng nghe. Hoàn cảnh thì có khó khăn à. Nói chung là thiếu thốn về tiền bạc hay là đồ dùng học tập hay là một cái gì đó. Tình cảm đối với em thì nó không có phải là ít hay là nhiều, nhưng nó đối với em, cuộc sống của em thì nó đã đủ rồi. Em chỉ muốn là cuộc sống của em đủ tiền trang trải qua tháng năm. Như vậy, các em ở dự án cầu hàng sẽ cùng trại sinh đến từ 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang sẽ tham dự trại hè đại sứ Hàn Việt năm nay. Trại hè đại sứ Hàn Việt Tí Hon, một hoạt động thường niên do Hội Doanh nghiệp Hàn Việt Nam chất lượng cao khởi xướng từ năm 2010, với sự đồng hành của Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu LPC, Câu lạc bộ Đại sứ Hàn Việt tổ chức. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Hội Doanh nghiệp Hàn Việt Nam chất lượng cao, các doanh nghiệp nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quý vị và các bạn, Việt Nam EU chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định EVIPA, mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và EU trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, và da giày là một trong số những ngành đó. Theo Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam Levaso, Việt Nam đang là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam tăng liên tục trong những năm qua. Năm 2018 là 19,5 tỷ đô la Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 7,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018. Cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều, nhưng làm sao để tận dụng cơ hội này? Các doanh nghiệp cần nỗ lực cải tiến như thế nào để tăng năng suất lao động cũng như là tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm? Đây sẽ là nội dung chính trong phóng sự ngày hôm nay. Tại triển lãm da giày quốc tế lần thứ 21 ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 vừa qua, nhiều doanh nghiệp khu vực và thế giới đã tập trung về đây tìm kiếm cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh. Ông Nguyễn Đông Giang, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Newso sản xuất mặt hàng miếng lót bên trong giày thể thao bằng chất liệu PU, giới thiệu nhiều sản phẩm với màu sắc, kích cỡ khác nhau cho đối tác tham quan. Theo ông Giang, những hội chợ triển lãm quốc tế này là cơ hội để doanh nghiệp ngành da giày nắm bắt nhu cầu, xu hướng và tìm đối tác. Sản phẩm Talon Bill
Ở Việt Nam thì sản phẩm này rất là mới, nó có êm nhẹ, cái độ đàn hồi rất là tốt cho đôi bàn chân của chúng ta. Đây là một sản phẩm nó được có thể phân hủy sau 3-4 năm. Ai đáp với lại Nike, người ta dịch chuyển qua, người ta sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều. Thứ nhất là mình muốn người Việt Nam mình sử dụng cái talon này cho êm ái cái đôi bàn chân. Thứ hai là dĩ nhiên cái sự thân thiện với môi trường là ai cũng muốn hết được. Sản phẩm này mình đã cung cấp cho những thị trường Việt Nam khá là nhiều, ví dụ như là giày CB Thái Dương, Vina giày, mình đủ tiêu chuẩn sản lượng của mình, đủ chất lượng để mình xuất đi châu Âu. Dạo một vòng hội chợ có thể nhận thấy doanh nghiệp Việt Nam đa phần mang đến sản phẩm thành phẩm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp quốc tế lại đem đến những thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ trong quá trình sản xuất các thành phần cho đôi giày. Ở đó họ giới thiệu nhiệt tình cho đối tác, khách hàng khắp nơi, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam. Không có nhiều doanh nghiệp Việt Nam như đơn vị này, họ mang đến triển lãm khá nhiều nguyên phụ liệu, thậm chí máy móc nhập khẩu do họ làm và phân phối, để tìm đơn hàng khi các doanh nghiệp khác đang cần đầu tư, đón cơ hội từ hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU. Theo đánh giá của các chuyên gia, khi EVFTA và những hiệp định khác được thực thi, vấn đề chất lượng hàng hóa, máy móc thiết bị, nguồn nguyên liệu phải được các doanh nghiệp Việt quan tâm nếu muốn xuất vào thị trường EU rộng lớn. Ngoài cái vấn đề là nguyên phụ liệu là cái rất là quan trọng, thì ngoài ra là máy móc thiết bị là những cái mà thực sự rất là cần thiết để hoàn thiện được một cái sản phẩm tốt. Thì hiện tại là công ty Vietsu Material, đa số những cái máy bên công ty chúng tôi cung cấp ở thị trường này là được nhập khẩu từ Ý và những cái nước mà có cái phát triển về máy mạnh như là Brazil. Những cái sản phẩm này khi mà mình đưa vào để mình sản xuất thì là sẽ đáp ứng rất là tốt những cái tiêu chuẩn để mà xuất khẩu đi qua lại những nước châu Âu hoặc là Mỹ. Để đảm bảo về chất lượng á, thì mỗi doanh nghiệp á, thì muốn xuất hàng qua châu Âu á, phải đáp ứng những thị trường rất là gắt gao. Cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU thì nó sẽ là một cái để gỡ cái rào cản đó, tức là bằng cách là chúng ta được nhập khẩu những mặt hàng mà chúng ta được giảm thuế, mà ngược lại chúng ta xuất khẩu thì chúng ta cũng giảm. Trong ngành da giày thì đa số là chúng ta có mất một cái lợi thế là do chúng ta chỉ là gia công thôi, chứ chúng ta chưa có những cái doanh nghiệp đủ tầm để mà tự sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, hoạt động xuất khẩu da giày vào EU sẽ có nhiều thuận lợi, thuế xuất giảm về 0%, trong đó mức thuế sản phẩm chủ lực là giày thể thao chiếm 2/3 tổng lượng giày xuất khẩu vào EU sẽ giảm ngay chứ không chịu mức bảo hộ 7 năm như giày da. Nhưng quan trọng các doanh nghiệp Việt Nam làm gì để tận dụng hiệp định này để xuất khẩu thành công cũng như là thu về lợi nhuận cho mình và nền kinh tế. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Theo hiệp định EVFTA, sản phẩm giày dép của Việt Nam sẽ được hưởng chênh lệch thuế từ 3,5 đến 4,2% khi xuất khẩu vào EU. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nhiều khả năng các đơn hàng dịch chuyển về Việt Nam và vấn đề sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước đón nhận cơ hội từ EVFTA như thế nào. Đặc biệt, EVFTA cho phép các doanh nghiệp da giày Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và chỉ yêu cầu từ khâu giặt, may, lắp ráp, đóng gói là phải thực hiện tại Việt Nam. Nên khi EVFTA có hiệu lực, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu để hưởng ưu đãi theo xuất xứ. Nhờ đó, Việt Nam có thể cải thiện được nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Do đó, ngay từ lúc này, doanh nghiệp phải đầu tư tương ứng, chuẩn bị tiếp nhận đơn hàng lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao và thời gian giao hàng. Cái đầu tiên các doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý đó là họ phải ra sức tìm hiểu và nghiên cứu bản thân của họ để phát triển sản phẩm để cho nó được tốt hơn. Và thứ hai nữa là lúc nào Satra cũng có những cái chính sách hỗ trợ về các phương pháp thử hay là những cái chương trình nâng cao sản xuất để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng tầm sản phẩm Việt Nam. Điểm quan trọng mấu chốt mà khi xuất giày sang thị trường châu Âu là kiểm soát được các chất độc hại đối với môi trường là một. Cái thứ hai nữa là những cái hóa chất sử dụng. Cái thứ ba nữa là những cái tiêu chí về giày bảo hộ an toàn lao động ở trên thị trường châu Âu. Đây là những cái tiêu chí rất là cao mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý. Đơn vị có thẩm quyền của nhà nước như là Bộ Công Thương, Hiệp hội Giày da Việt Nam sẽ có những cái chính sách trong tương lai để hỗ trợ các doanh nghiệp có thể xuất khẩu giày sang EU. Theo những người am tường về ngành này, thách thức đầu tiên chính là tỷ lệ sản xuất gia công của ngành da giày Việt Nam còn cao, chiếm tới 70%, nên lợi nhuận thấp và hạn chế sự năng động của doanh nghiệp. Mặt khác, các rào cản kỹ thuật áp đặt từ phía EU cùng với các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và tuân thủ các thủ tục để hưởng lợi thuế FTA cũng làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, hiện khối doanh nghiệp FDI đóng góp tới trên 80% trong tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành. Giờ đây, doanh nghiệp FDI càng mở rộng công suất và xây dựng các nhà máy mới tại Việt Nam nhằm đón đầu cơ hội được giảm thuế từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA. Trong khi đó, ngành da giày trong nước vẫn đang có những điểm yếu cơ bản như thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu năng lực quản trị và năng suất lao động thấp. Năng suất bình quân của lao động tại các nhà máy da giày Việt Nam hiện nay chỉ bằng 60-70% năng suất của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam không muốn mất phần lợi nhuận, phải đầu tư công nghệ, con người. Hiệp định đã ký rồi thì đó là một cái lợi thế của những doanh nghiệp Việt. Bây giờ việc còn lại là bây giờ là mình phải chuẩn bị những cái sản phẩm thật là tốt. Đó là mình phải có cái nguyên liệu tốt, mình phải có máy móc thiết bị tốt, mình phải có được cái skill về cái để làm những cái sản phẩm đó nữa. Thì ba yếu tố đó thì mình phải chuẩn bị. Sau khi hiệp định được ký kết á, thì cái hiệp định nó có thời gian khoảng 7-10 năm để nó hoạt động. Sau cái thời gian đó thì các doanh nghiệp Việt Nam mới được hưởng lợi, còn hiện tại thì chưa. Doanh nghiệp ngoại, khối ngoại nó hưởng trước, sau đó mới tính mình phải đầu tư để chủ yếu là mình gia công trước, rồi sau đó mình mới phát triển nguyên phụ liệu, rồi xong rồi mình mới làm đến thành phẩm. Để đảm bảo được cái đó thì phải cần những cái nhân lực đủ tầm, có đủ kiến thức mình để mình tiếp cận, vì họ có những cái hàng loạt các quy chuẩn mà mình chỉ cần đáp ứng các quy chuẩn đó, rồi sau đó mình về mình triển khai và mình thực hiện. Khó khăn của chúng ta nữa là cái sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nói chung là làm các cái dây chuyền hỗ trợ nó chưa có được đồng bộ. Như vậy, muốn có lợi, tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất phải nâng lên mức 60% để đáp ứng được điều kiện về quy tắc xuất xứ trong các FTA, đồng thời giúp giảm các chi phí logistics và nâng cao sự chủ động của doanh nghiệp Việt. Nếu làm được như thế, ngành công nghiệp da giày Việt Nam mới có được nhiều lợi thế khi tham gia sân chơi khu vực và thế giới. Và các bạn, khởi phát từ năm 2013, trải qua hơn 6 năm, chương trình sáng tạo khởi nghiệp SKC đã khẳng định được thương hiệu thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo có hệ thống, tham quan mô hình với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mục tiêu của chương trình là hướng đến việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, nhất là thanh niên nông thôn, hợp tác xã làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong vài năm trở lại đây thì chương trình SKC có những thay đổi như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Khởi phát từ năm 2013, trải qua hơn 6 năm, chương trình sáng tạo khởi nghiệp SKC đã khẳng định được thương hiệu thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo có hệ thống, tham quan mô hình thực tế, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mục tiêu của chương trình hướng đến việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, nhất là thanh niên nông thôn, hợp tác xã làng nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong vài năm trở lại đây, chương trình SKC đẩy mạnh khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, gắn kết sản phẩm bản địa, phát triển du lịch địa phương. Từ chương trình này, nhiều điển hình khởi nghiệp được phát hiện, bồi dưỡng và có sự phát triển vững chắc. Hiện nay, trung tâm BSA còn được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ đào tạo, hỗ trợ hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhiệm vụ 2, đề án 844 của Chính phủ. Với nhiệm vụ này, chất lượng của chương trình đào tạo tập huấn do SKC của BSA tổ chức được nâng cao hơn, có sự phân cấp rõ ràng giữa các lớp tập huấn, giữa các đối tượng tập huấn, việc chọn lựa đối tượng học viên tham gia từng chuyên đề, cấp độ đúng với yêu cầu. Với sự đồng hành của các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực, công nghệ, nông nghiệp, môi trường, các doanh nhân thành công, chương trình tập huấn đã hỗ trợ, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên của hàng chục tỉnh thành trong việc xây dựng dự án, thiết kế bao bì, phát triển thị trường, các phương pháp marketing. Mỗi năm, chương trình sáng tạo khởi nghiệp SKC của trung tâm BSA tổ chức từ 30-40 khóa tập huấn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp. Từ đầu năm 2019 đến nay, chương trình khởi nghiệp đã đi qua nhiều địa phương ở khu vực Nam Bộ như Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Phú Yên. Trong khi đó, hệ sinh thái khởi nghiệp thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Sơn La, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu cũng được tiếp cận với chương trình tập huấn tham quan mô hình thực tế trong thời gian tới. Một điểm khác biệt trong năm 2019 đó là việc tập huấn khởi nghiệp do SKC tổ chức đều hướng đến những chuyên đề có chiều sâu, không chỉ được tiếp thu về lý thuyết, các học viên còn được trải nghiệm thực tế, qua đó giúp phát triển kỹ năng được tốt hơn.
đơn cử như khóa tập huấn về thiết kế bao bì, trưng bày sản phẩm dành cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã làng nghề của Đồng Tháp diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2019 là điển hình. Qua việc tham quan trực tiếp tại siêu thị và được chỉ dẫn tận tình, các học viên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế khi hợp tác với các hệ thống siêu thị. Đặc biệt, trước một rừng sản phẩm, người học dễ hình dung về các thiết kế, cách sắp xếp sản phẩm trên các quầy kệ, cách phối màu trên bao bì, cách thể hiện nhãn mác. Cách học này dễ hiểu và cách vận dụng vào thực tế dễ hơn trong thời gian tới. Tôi cảm thấy là hôm nay là một cái buổi học rất là ý nghĩa. Bởi vì thứ nhất là trước đến giờ thì tôi kinh doanh, tôi sản xuất những cái sản phẩm mà tôi chưa có định hình được màu thương hiệu như thế nào, cái cách mà tôi thiết kế bao bì cũng như logo như thế nào để mà thu hút được sự quan tâm của khách hàng, và cũng như cái cách mà bố trí sản phẩm như thế nào ngay chính tại cửa hàng của mình để thu hút khách hàng. Thì qua cái buổi học hôm nay thì tôi được tiếp xúc với những cái chuyên gia, và đây là một cái cơ hội hiếm có để mà tôi có thể là triển khai về áp dụng tại cửa hàng của mình. Việc mà học ở trên hội trường so với cái việc học trực quan sinh động như thế này nó rất là khác biệt với nhau. Những năm qua, chương trình SKC cũng chú trọng đến việc tổ chức các tour tham quan mô hình thực tế. Chương trình nhằm giúp thanh niên, những người khởi nghiệp tận mắt chứng kiến, được chia sẻ kinh nghiệm từ những người thành công. Từ đó, những bạn trẻ khởi nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian, giúp cho nung nấu được ý chí khởi nghiệp. Nhiều mô hình khởi nghiệp được thành công ở Bến Tre, Đồng Tháp hay Cần Thơ đã được chọn là điểm đến cho các bạn trong hệ sinh thái khởi nghiệp tham quan học tập. Từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, chương trình SKC cũng đã phối hợp với Ban Thanh niên Nông thôn của Trung ương Đoàn, Ủy ban Dân tộc và nhiều tổ chức khác tổ chức thành công 3 diễn đàn khởi nghiệp kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các tập đoàn bán lẻ, nhà phân phối trong và ngoài nước. Chương trình đã diễn ra tại Hà Nội, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 700 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia. Là một người trẻ mới bước vào làm ăn, bước vào kinh doanh, thì chắc chắn họ sẽ cần cái gì, cần cái lời khuyên, cần cái chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước. Đó là lý do chúng tôi mời những cái chuyên gia, những cái doanh nghiệp mà đã có thành công, đã có trải nghiệm. Ví dụ ngày hôm nay là chúng ta sẽ thấy anh Viên là tổng giám đốc Vinamit, anh ấy sẽ nói với các bạn trẻ là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, những cái gì cần lưu ý. Thì đó là những cái mà các bạn trẻ có thể đến để nghe thông tin, để chia sẻ và thấy biết được những cách để các bạn sẽ hoàn thiện hơn cái dự án khởi nghiệp của mình. Buổi hội thảo ngày hôm nay trong đó có những hoạt động là các cái gian hàng, có các cái chuyên gia tư vấn cho các cái nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp. Cái việc này cũng có sự liên kết của BSA cũng như là của Sài Gòn Innovation Hub. Đấy cũng là những cái sự liên kết của những tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uy tín ở trong nước mình. Và sự liên kết đó nó tạo ra việc là nguồn lực của các tổ chức được tận dụng một cách hiệu quả nhất để hỗ trợ cho các bạn khởi nghiệp. Việc phát triển thị trường, xây dựng bao bì của doanh nghiệp khởi nghiệp còn được trung tâm BSA hỗ trợ thông qua các sự kiện xúc tiến thương mại, tập huấn như hội chợ ThaiFest 2019. Chuyến tham quan học tập dành cho những dự án đoạt giải tại cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ tư năm 2018. Chuỗi hoạt động hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, phiên chợ xanh tử tế. Với sự kết nối và giới thiệu của BSA thì tỉnh tổ chức một cái gian hàng dành cho các sản phẩm và các bạn khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh để tham gia vào cái ThaiFest, để một mặt là vươn mình ra thế giới và học tập các cái kinh nghiệm sản xuất của các cái quốc gia và các cái doanh nghiệp có cái sản phẩm nó tương tự. Phải nói thật là mình đi học để cho các bạn cảm nhận được cái môi trường kinh doanh quốc tế nó như thế nào, và từng bước một các bạn có những cái định hướng để phát triển nó tốt hơn cho các doanh nghiệp, các sản phẩm. Trong khi đó, năm 2019 là lần thứ 5 liên tiếp cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp được BSA tổ chức. Hiện nay, cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đã bắt đầu triển khai nhận bài thi của các chủ dự án. Đặc biệt, cuộc thi năm nay sẽ được nâng lên tầm quốc gia với sự hợp tác của Ban Thanh niên Nông thôn của Trung ương Đoàn. Không chỉ tăng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt, mang đến cơ hội vay vốn lên đến 1 tỷ đồng, cuộc thi còn là dịp để các dự án thể hiện lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư và tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia TechFest 2019. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức như đoàn, hội, các địa phương, chương trình sáng tạo khởi nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, sẽ là cầu nối, là địa chỉ tin cậy, tạo được động lực để các bạn trẻ trên cả nước tự tin khởi nghiệp, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, những hoạt động từ hành trình sáng tạo khởi nghiệp SKC trong 6 năm qua đã giúp chúng tôi khép lại chương trình Niềm tin Hàn Việt kỳ này. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.